Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Việc lần hạt Mân Côi đó là một việc làm đạo đức rất cần thiết trong đời sống người tín hữu chúng ta. Kinh Mân Côi là kinh dễ đọc nhất, ai cũng có thể đọc, và qua kinh Mân Côi mang lại hiệu quả rất là to lớn trong đời sống của mỗi người cũng như trong giáo hội. Vì thế hôm nay đầu tháng Mân Côi, giáo hội cử hành lễ Mân Côi để nhắc lại cho chúng ta sự can thiệp của Đức Maria vào công cuộc cứu độ loài người rất có hiệu quả qua việc lần chối Mân Côi. Lần chối môi côi tức là chúng ta suy niệm mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô, rồi đời sống thơ ấu, cuộc thương khó và phục sinh, chương trình cứu độ của Đức Kitô diễn tả mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Vì thế trong suốt tháng Mân Côi này và trong suốt cuộc đời, ông bà anh chị em luôn luôn dùng cân Mân Côi như là khí cụ để mang phần rỗi chiến đấu với ma quỷ và cám dỗ, để chúng ta xứng đáng làm con Chúa và được hưởng hạnh phúc nước trời. Trong thánh lễ hôm nay, Chủ nhật đầu tháng, chúng ta cầu nguyện cho các vị ân nhân của giáo xứ, những vị ân nhân còn sống luôn luôn mạnh khỏe bình an, những vị ân nhân đã qua đời, xin Chúa thương đón nhận các ngài về hướng hạnh phúc trên nước trời. Ngoài ra trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện lấy dỗ cho linh hồn Maria và dỗ cho linh hồn Anne và các linh hồn, để xứng đáng cử hành thánh lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi hôm nay. Chúng ta thành tâm sám hối lỗi lòng thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Tôi thưa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi thay tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các anh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúa
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyên cầu. Chúa cùng cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chức sách tông đồ công vụ. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ xuống khỏi núi gọi là núi cây dầu mà trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem bằng quãng đường được đi trong ngày Sa-bát. Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác nơi Phê-rô và Gioan, Gia-cô-bê và An-rê, Phi-líp-phê và Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô và Mát-thê-ô, Gia-cô-bê con ông An-phê và Si-môn Giê-lô-tê và Giu-đa con ông Gia-cô-bê chủ ngụ. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ và bà Maria mẹ Chúa Giêsu với các anh em của người. Đó là lời Chúa. Thiên cung có Chúa toàn năng thương tình nghi tới.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ lề luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ lề luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí con của Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng Abba, nghĩa là lại cha. Thế nên bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, tất cả bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilê tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ, đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria, đừng sợ vì đã được nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isabel, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã được mang thai 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền. Và thiên sứ cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ Mần Côi. Trước hết, về hình thành chuỗi mần côi thì chúng ta thấy rất lâu rồi. Theo truyền thuyết thì người ta nói là các cha dòng Francisco lúc đầu là đọc 150 thánh vịnh. Tất cả các tu sĩ đều phải đọc. Rồi từ vấn đề đọc 150
thánh vịnh của cựu ước. Thế thì người ta có vẻ là quá kéo dài thời gian và không có thời giờ để suy gẫm. Rồi sau đó từ các nhà dòng phát xuất ra cho ngoài giáo dân để đọc 150 thánh vịnh, cũng không có thời giờ. Do đó người ta bắt đầu nghĩ ra một cách làm sao cái 150 thánh vịnh nó có vẻ là đơn giản và ai cũng có thể đọc được. Nhưng bây giờ làm cách nào đây? Do đó mà cái sáng kiến của dòng Phanxicô, tức là thay vì đọc 150 thánh vịnh thì đọc, sáng tác ra, suy niệm và tìm hiểu về kinh lạy cha, rồi sau đó là kinh kính mừng. Kinh lạy cha là do Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện, còn kinh kính mừng là kinh mà thiên thần truyền tin cho Đức Maria. Còn cái kinh Thánh Maria là do giáo hội thêm vào để cầu nguyện cho mỗi người, cho mỗi cá nhân. Thì lúc đầu là kinh lạy cha, rồi kinh kinh mừng, rồi kinh Thánh Ma, rồi sau đó là thêm kinh sáng danh để ngợi khen Chúa mỗi khi đọc. Rồi dần dần hình thành ra một, tức là 50 tượng trưng cho 150 thánh vịnh. Lúc đầu là phải đọc đủ 150 chục, tức là phải 3 cái chục 50 như vậy, tức là 150. Nhưng mà rồi dần dần cũng kéo dài thời gian quá, do đó mà bớt lại là 50 thôi, tức là người ta làm có chẳng hạn là 50 đấy. Rồi đầu thì đọc kinh lạy cha, rồi kinh kính mừng thánh ma, rồi sáng danh, nhưng mà nó quá vắn gọn, thêm vào đọc 10 kinh kính mừng, khởi đầu là kinh lạy cha, rồi đọc 10 kinh kính mừng thánh ma, rồi kết thúc 10 kinh, tức là kinh sáng danh. Và kéo dài như vậy cho đến Thánh Đa Minh thì bắt đầu là hoàn chỉnh là kinh Mân Côi, chuỗi Mân Côi. Lúc đầu thì không có chuỗi giống như chúng ta, người ta đếm bằng tay. Đếm bằng tay thì nó nhiều khi là quên lẫn, người ta phải lấy cái hột nhũ nhĩ. Ngoài Bắc thì chúng ta thấy hột nhũ nhĩ rất là nhiều, trong này chúng tôi chưa thấy. Có cái nhũ nhĩ để mỗi một đọc để là cứ bỏ vào hột, bỏ một hột để cho nó nhớ. Rồi sau này người ta mới làm chuẩn Mân Côi. Thế nên thì đến đời Thánh Đa Minh vào thế kỷ thứ 13, 12 thì có một cái dịch lớn ở bên Pháp, thì Thánh Đa Minh mới dùng cái kinh Mân Côi này để kêu gọi tất cả dân Pháp hãy đọc kinh Mân Côi lần hạt để xin Chúa cứu khỏi cái nạn dịch chết nhiều người. Thế thì người ta cứ tưởng là dòng Đa Minh là sáng tác ra cái kinh Mân Côi, nhưng mà không phải. Thánh Đa Minh là người truyền bá vấn đề đọc kinh Mân Côi. Rồi một cái biến cố quan trọng lịch sử nhờ cái hiệu quả của kinh Mân Côi, đó là năm 1571 tại vịnh Lơ Păng, Thổ Nhĩ Kỳ. Dân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ người ta tuyên bố là chỉ trong vòng một tuần lễ là người ta sẽ chiếm thành Roma, phá hủy đền thờ Thánh Phêrô. Thế thì lúc đó là Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm, trước một cái tình hình nguy cấp như vậy, người ta đe dọa, người ta ra tối hậu thư. Mà người Hồi giáo ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm, nhất là IS. Thế thì họ tuyên bố là trong vòng một tuần lễ họ sẽ kéo sang Roma phá hủy đền thờ Thánh Phêrô. Thế thì từ Thổ Nhĩ Kỳ sang đến Roma cũng phải là xa. Đấy. Do đó trước tối hậu thư của bên Hồi giáo như vậy thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm triệu tập các hồng y giám mục và giáo dân, bây giờ tìm cách đối phó như thế nào. Khí giới thì không có rồi, súng ống đạn dược thì không có, mà bên quân địch thì khí giới hạng nặng đã có rồi, cái thời gian nó là không phải là bình thường. Đấy.
Thế thì chỉ có một cách là cầu nguyện. Chỉ có một cách là cầu nguyện. Và khi giới là gì? Chuỗi mần côi. Tất cả mọi người đều là chuỗi mồi côi. Và lập một đạo binh gọi là đạo binh thánh giá, đi ra nghênh chiến để ngăn chặn cái đà tiến của quân Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo. Thế thì Đức Giáo Hoàng vận động dân chúng, ai có cái tinh thần cao thì đi ra để nghênh chiến. Khí giới là cầm chuỗi mần côi. Và xuất phát, Đức Giáo Hoàng và các vị hồng y ở triều cầu nguyện. Đấy. Và rồi khi ra xuất phát thì quân Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo dù không có khí giới nhưng mà có một cái sức mạnh nào đó, họ không thể tiến quân được nữa và cuối cùng đầu hàng. Đấy. Đấy là cái bàn tay hoàn toàn của sự can thiệp của Đức Maria. Vì mỗi người công giáo là cái cầm cái giới bằng chuẩn mân côi có vậy thôi, và vừa đi vừa đọc, và nhờ đó mà chiến thắng ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571. Và khi chiến thắng rồi thì báo tin về cho Đức Giáo Hoàng, và ngài tất cả mọi người quỳ gối đọc kinh để tạ ơn Chúa Đức Mẹ và cử hành một thánh lễ để kính Đức Mẹ. Đấy. Rồi từ lễ kính lúc đầu, rồi sau đó là lễ nhớ. Đấy. Thế thì đối với Việt Nam của chúng ta là giáo dân siêng năng là nạt mân côi từ xưa cho đến giờ, khi mà lãnh nhận đức tin. Thế thì nhất là các bà, các chị em chuyên lần đàn mân côi, và cộng đoàn giáo dân Việt Nam cũng sùng kính đọc kinh mân côi. Do đó giáo hội mới cho phép là thay vì lễ nhớ ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm lễ nhớ, thì cho giáo hội mừng lễ trọng vào Chủ nhật trước hoặc Chủ nhật sau lễ mùng 7 tháng 10, tức là lễ mân côi. Vì thế hôm nay trước ngày mùng 7 thì giáo hội cho phép Việt Nam cử hành lễ trọng kính Đức Mẹ Mân Côi. Đó là cái điều mà hôm nay tôi nói qua cái lịch sử của kinh Mân Côi. Rồi năm 1884 thì Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức. Đấy. Năm 1884 thì tuyên bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Rồi 4 năm sau, tức là năm 1858, đấy, thì Đức Maria hiện ra ở Lộ Đức để xác nhận cái tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Và trong 16 lần ở Benedetta là Lộ Đức thì mỗi một lần đều cầm chuỗi mân côi và lần hạt với cô Benedetta. Rồi năm 1917, trước Thế chiến thứ nhất, thì Đức Maria hiện ra với ba trẻ ở Fatima, Lucia Giacinta và Francisco. Thì trước đó cũng mời gọi các em cùng lần hạt với Đức Mẹ. Và sau đó thì Đức Mẹ với truyền cái chuyện này chuyện kia cho ba trẻ. Đấy, qua đó mà chúng ta thấy cái việc lần hạt mân côi nó là một cái tiến trình từ xưa đến giờ. Và đồng thời qua việc lần hạt mân côi thì chúng ta trước hết là để suy niệm mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô, mầu năm sự thương vui tức là nhập thể, năm sự thương tức là thương khó, và năm sự mừng đó là phục sinh. Và sau này Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô đề nghị thêm vào năm sự sáng, là nói lên những cái biến cố trong đời sống của Chúa Kitô, như là phép lạ, phép tiệc cưới Cana, rượu nước qua tình rượu, như là các tông đồ được mời gọi đi truyền giáo, hay là biến hình trên núi, lập biết bí tích thanh thể. Đấy. Tất cả những biến cố trong đời sống của Chúa Kitô thì những cái việc lạ quan trọng nổi bật thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô đệ nhị với lập ra năm sự sáng.
Thế thì kinh Vân Côi nó là suy niệm những mầu nhiệm của Đức Kitô. Đấy, không có gì sai lạ. Thay vì chúng ta đọc tin mừng thì chúng ta suy niệm những mầu nhiệm Vân Côi. Đấy, thay vì chúng ta mở tin mình ra thì năm sự vui nó là như thế nào, cũng là chùa Đức Mẹ truyền tin này, đấy hôm nay truyền tin này, rồi là Đức Chúa Giêsu Giáng sinh để nuôi nấng ở Nazaret này, sống với cha mẹ 30 năm rồi đi rao giảng tin mừng đấy, rồi sau đó thì bị kết án tử hình, tức là năm sự thương, rồi sau khi chết tử chết trên thập giá này sống lại là năm sự mừng. Đấy, chúng ta thấy đọc tin mừng cũng ghi lại những cái sự kiện đó. Thế thì tóm lại ở trong những mầu nhiệm mà chúng ta suy gẫm, rồi kinh kính mừng là kinh mà Thiên Trần truyền tin cho Đức Maria mà hôm nay trong tin mừng chúng ta đọc. Đấy, rồi kinh Thánh Maria là giáo hội thêm vào để cầu nguyện cho chúng ta khi nay và trong giờ năm tử. Đấy, xin mẹ gìn giữ giúp chúng ta sẽ sống luôn luôn tốt trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, và nhất là đến giờ năm tử được luôn luôn hưởng hạnh phúc nước trời. Sáng danh tức là kinh chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Do đó thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Vân Côi gợi lên một số những cái sự kiện đó để chúng ta thấy cái sự quan trọng cần thiết của kinh Vân Côi, và nhờ kinh Vân Côi và đọc kinh Vân Côi và rất nhiều hiệu quả mang lại. Không có thời giờ, do đó tôi không có thể kể ra những cái hiệu quả của kinh Vân Côi mà Thánh Maria Alfonso đã ghi lại một cái cuốn dày về những phép lạ qua việc đọc kinh Vân Côi để ông bà anh chị em thấy. Do đó trong tháng 10 này chúng ta cố gắng lần trận Vân Côi, và đồng thời trong các gia đình chúng ta cố gắng cũng động viên mọi thành phần đọc kinh Vân Côi, rồi trong khu giáo, trong giáo xứ cũng đọc liên gia về kinh Vân Côi. Đó là việc làm rất cần thiết, hữu ích cho đời sống người tin hữu. Nhưng mà trên thực tế thì có lẽ phải biểu dương các bà và các chị em nhiều hơn, còn các ông, các thanh niên thì có lẽ chả thấy cầm chuỗi Vân Côi bao giờ ấy. Nhất là các anh thanh niên, nhất là cái thời đại ngày hôm nay, các ông với các anh thanh niên ít có vẻ đọc kinh Vân Côi lần nạt lắm. Do đó chúng tôi nói đến cái tầm quan trọng của kinh Vân Côi gắn liền cuộc đời của chúng ta với cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Xin mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, chị em thân mến, sốt sắng và trung thành lần chuỗi Vân Côi mỗi ngày là cách tốt nhất
để bày tỏ lòng tôn sùng và yêu mến đối với Đức Mẹ. Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Hội Thánh luôn khuyến khích các Kitô hữu siêng năng lần chuỗi Mân Côi và bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn cố gắng thực hiện những gì Hội Thánh đã dạy về lòng yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Trên thế giới ngày nay, việc đền chuỗi Mân Côi bị khủng hoảng trầm trọng. Có nhiều người trẻ cho rằng việc đền chuỗi không còn cần thiết nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng việc đền chuỗi vẫn còn cần thiết, vì chuỗi Mân Côi chính là quyển tin mừng rút gọn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Điều quan trọng trong việc đền chuỗi Mân Côi không phải là đọc cho nhiều kinh, mà là đọc thật sốt sắng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn cố gắng đọc kinh sốt sắng, đồng thời suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ và đem ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chuỗi Mân Côi chính là dây ràng buộc người Kitô hữu với Đức Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn yêu mến chuỗi Mân Côi mà Mẹ đã trao ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, chuỗi Mân Côi là một trong những phương thế giúp người Kitô hữu nên tròn lành hơn trước mặt Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn cố gắng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa thức ăn cho con mang đến tận nhà chúng con, chúng con chuyển chưa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện, đấy lệ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gầm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa hầu đang gần nhân phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sống và hiến chi muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha chứ Thánh là Thiên Chúa toàn năng, làm lưu chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là xứng đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thiên Chúa ca cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con đứng lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên Thầy Chúa, cho thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế cho ngân hải xin Chúa dùng ân thanh thần cho thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn về ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể tức hay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chiến và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên hải xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Giám Mục Giuse phụ tá chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân xuống cho các vị ân nhân còn sống luôn sức khỏe bình an tràn đầy hồng ân Chúa. Các linh hồn ân nhân đã qua đời, xin Chúa tha thứ các hình phạt cho các ngài để chóng hưởng hạnh phúc nước trời. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là dỗ cho linh hồn Maria và linh hồn Anne mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse 700 năm đức trinh được các thánh tông đồ và toàn thể các tay đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha cả con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nuôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, cho hồng sông và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sáng.
thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao trời biết bao, nào con biết đáng thế nào, để cho cơn giận Chúa ơi, để cho cơn giận Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của cha, và nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Tình yêu Chúa cao trời biết bao, nào con biết đáp thế nào, để cho cơn giận Chúa ơi, để cho cơn giận Chúa ơi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người, hầu đang được hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiến trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.